Vâng, ừ, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta tin tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 có nội dung chính sau đây Tàu đổ bộ Trung Quốc phát hiện bằng chứng có nước tồn tại trên mặt trăng và thay nguồn tin từ báo tuổi trẻ online Tàu đổ bộ mặt trăng hàng Nga năm của Trung Quốc đã gửi về trái đất bằng chứng tại chỗ đầu tiên cho thấy sự tồn tại của nước trên bề mặt mặt trăng và các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố thông tin tàu đổ bộ mặt trăng hàng Nga năm, hay còn gọi là Chen E5, của nước này đã phát hiện các dấu hiệu của nước trên mặt trăng cung cấp bằng chứng mới về độ khô của vệ tinh này. Nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Science Advances vào hôm ngày 8 tháng 1 và đã được bình duyệt cho thấy đất mặt trăng tại bãi đáp của tàu đổ bộ này chứa ít hơn 120 ppm phần triệu nước hoặc tương đương 120g nước mỗi tấn và một loại đá nhẹ chứa 180 ppm, khô hơn nhiều so với trên trái đất. Tàu đổ bộ Hằng Nga năm đã sử dụng quang phổ kế để phân tích thành phần hóa học của đá và đất tại bãi đổ bộ này và từ đó phát hiện nồng độ nước như trên, đây là lần đầu tiên tàu đổ bộ mặt trăng này phát hiện nước tại chỗ và Lin Homley, tác giả chính của nghiên cứu làm việc tại Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc CES, giải thích phần lớn nước trong đất mặt trăng được cho là kết quả của gió và mặt trời. Bởi vậy, gió mặt trời đưa ra các nguyên tử hydro lên bề mặt của mặt trăng và tại đây các nguyên tử Hydro phản ứng với oxy trong các khoáng chất trên bề mặt để tạo thành nước và Hydroxy. Và trước đây thì đã có các nghiên cứu tìm hiểu về sự hiện diện của nước trên mặt trăng và khi các phi hành gia sứ mệnh Apollo của Mỹ lần đầu tiên trở về từ mặt trăng năm 1969, vệ tinh của trái đất này đã được cho là hoàn toàn khô. Và mãi đến năm 2007 thì các nhà khoa học mới lần đầu tiên phát hiện ra phân tử nước trong đá của mặt trăng và năm 2018 thì cơ quan hàng không của vũ trụ Mỹ NASA chính thức xác nhận sự hiện diện của băng nước trong các miệng núi lửa bị che khuất vĩnh viễn quanh các cực của mặt trăng và hai năm sau đó thì cơ quan này cho biết thì nước phân bố rộng rãi trên bề mặt của mặt trăng và đó là thông tin của trang báo tuổi trẻ online và với tôi thì cái mà những cái điều bí ẩn trên mặt trăng và các hành tinh khác hiện giờ tôi nghĩ đó là bí mật của quốc phòng hay là bí mật của quốc gia của người ta, người ta không bao giờ thông báo, thông báo cho anh em biết là trên đó có cái gì và có những gì. Vì đó là bí mật quốc gia. Đúng rồi, thì anh em đâu cần phải biết mà chỉ cần quốc gia đó nắm được cái đó và người ta khai thác từ 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 từ, lúc nào mà chúng ta phát hiện ra thì nó đã quá muộn màng như kim loại gì quý ở trong đó anh em mới hiểu ý tôi nói không đó và nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment và đừng cho biết ý kiến của anh em ở trong comment của tôi và đừng quên đăng ký vào chung nhé tạm biệt anh em